Thăm ngôi làng cổ tích của người Lùn ở Trung Quốc. Trong ngôi làng cổ tích của người Lùn ở Trung Quốc, các hộ gia đình sống đời sống tự cung tự cấp, có cả cảnh sát và cứu hỏa. Tại Công Minh, Vân Nam, Trung Quốc, có một thôn nhỏ kỳ lạ được gọi là Hắc Kiều Mẫu, thuộc trấn Bích Kê, khu Tây Sơn. Nơi đây được gọi là xứ sở người Lùn hay ngôi làng cổ tích của người Lùn bởi dân cư trong làng không có người nào cao vượt 1,3 mét. Người lớn tuổi nhất ở đây khoảng 50 tuổi, người trẻ nhất là 20 tuổi. Trong làng có khoảng trên dưới 100 người. Được biết, xứ sở người Lùn này được thành lập vào năm 2008, đã thu hút nhiều người Lùn từ khắp nơi trên châu Á tới đây sinh sống. Sở dĩ những người Lùn quyết định kéo về một nơi hẻo lánh để sinh sống là vì họ muốn trốn tránh ánh mắt kỳ thị của người đời. Họ muốn sống cuộc đời bình thường, vui vẻ, vô tư cùng với cộng đồng những người có chiều cao giống hệt mình. Và ở xứ sở người Lùn, họ được thỏa mãn mọi nhu cầu cá nhân, được sống, được hưởng thụ mà không bị phân biệt đối xử. Dần dần nơi đây ngày một đông người hơn, người dân trong làng xây các ngôi nhà hình nấm, ăn mặc như nhân vật trong truyện cổ tích và biến ngôi làng của họ thành một công viên du lịch. Du khách còn biết đến nơi đây với cái tên Vương quốc người Lùn. Ở đây, họ sống đời sống tự cung tự cấp, cũng có cả cảnh sát và cứu hỏa chuyên lo về trật tự trị an trong làng. Những người trong làng được phát lương khoảng 3 triệu đồng một tháng, phải tuân thủ nghiêm túc luật lệ trong làng, tham gia biểu diễn hàng ngày để đảm bảo nguồn thu nhập cho làng.